Sáng ngày 22 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế đối với ông Dương Ngọc Vinh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1 tháng 12. Trước đó, ông Vinh có đơn đề đạt nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc. Tôi xin thôi giữ chức vụ, muốn về góp một tay vào sự phát triển Bệnh viện Mắt Quảng Nam. Do trước khi làm Phó Giám đốc Sở Y tế, tôi từng làm Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Nam. Với trách nhiệm chung với ngành và chuyên khoa mắt nói riêng, tôi nghĩ khi về Bệnh viện Mắt, bản thân làm công tác điều trị sẽ cùng ngành phát triển tốt hơn, ông Vinh nói. Trước đó, ngày 1 tháng 9 năm 2021, ông Dương Ngọc Vinh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh khi đang là Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Nam.